thời gian qua bà nguyễn phương hằng liên tục có những hành vi chửi bới xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác bà hằng không chỉ hành xử như vậy với một người mà với nhiều người không chỉ một ngày mà nhiều ngày không chỉ một cấp độ mà nhiều cấp độ hàng loạt đơn tố giác của các nạn nhân đã được gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh bình dương nhưng đến nay nguyễn phương hằng vẫn cứ tiếp tục làm như vậy như thách thức các cơ quan bảo vệ pháp luật khi các hành vi nhục mạ, xúc phạm người khác của Nguyễn Phương Hằng chưa có câu trả lời xác đáng từ các cơ quan chức năng sau cả năm trời, thì hành xử của bà Hằng đã biến tướng lên một cấp độ mới. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, bà Hằng cho trình triếu một clip với lời bình vô cùng xuất sượt trước khi vào buổi livestream trên mạng xã hội của mình với việc đặt tên chó, ngựa đua, theo tên những người phản ứng bà ta trước đó, rồi đưa ra những bình phẩm rất vô văn hóa, Chủ livestream của bà Hằng tạo ra các điểm nóng dư luận với các phản ứng, chia phe, sự nhầm lẫn giữa tố cáo khiếu nại có chứng cứ rõ ràng tới cơ quan chức năng với việc dẫn chuyện, suy diễn, vu khống có tính hệ thống của bà Hằng đã tạo ra những tiền lợi tấn công, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, vốn được pháp luật bảo vệ một cách rất nguy hiểm. Đây là sự cố ý nhầm lẫn giữa việc lên án cá xấu với việc bôi bẩn, thoá mạ cá nhân, tổ chức và bất kỳ ai có tiếng nói góp phần xây dựng, bảo vệ pháp luật trước các biểu hiện, dấu hiệu vi phạm pháp luật, clip đua chó, ngựa với sự tục tiểu gọi tên những người tố cáo bà Hằng có căn cứ là đỉnh điểm của sự xuống cấp văn hóa, công khai vi phạm pháp luật. Bà Hằng luôn nhấn mạnh mình là doanh nhân, CEO, là tổng nhưng biến hình ảnh một sự kiện văn hóa thể thao của một nơi tự xưng là văn hóa, văn hiến thành một nơi xúc phạm nhân phẩm con người công khai và công nhiên. Điều lạ là chính quyền và cơ quan tố tụng Bình Dương đã chậm trễ đến khó hiểu trong việc ngăn chặn, xử lý, nếu việc này tiếp tục rơi vào lặng im thì đây sẽ là tiền đề biến việc xúc phạm nhân phẩm, công kích tổ chức, cá nhân thành tiền lệ nguy hiểm. Chúng tôi đã đặt câu hỏi bao giờ chính quyền địa phương mới xử lý nghiêm dứt điểm hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác của bà Hằng. Một lãnh đạo tỉnh ủy Bình Dương cho biết đang chỉ đạo các cơ quan tố tụng khẩn trương xử lý dứt điểm vụ việc, tránh để việc xúc phạm, nhục mã nhân phẩm của người khác tiếp tục diễn ra. Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan này đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương thực hiện các biện pháp nhằm để xử lý các đơn thư tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Phương Hằng. Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm các hành vi khi đủ cấu thành tội phạm. Hiện tại, các cơ quan tố tụng vẫn đang tập trung xử lý, không có vùng cấm cho bất kỳ ai vi phạm pháp luật. Mọi người đều được pháp luật bảo vệ nếu bị xâm hại, vị lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương nhấn mạnh mong rằng điều các vị đã nói trên đây sẽ được thực hiện một cách cụ thể, quyết liệt, bởi dư luận không thể chấp nhận thêm những gì bà Hằng đã và đang hành xử nữa. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pheloa vòng pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.